Xin chào quý vị đến với những tin tức về thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật trên kênh YouTube của Bá Tìm Phong. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Cựu cố vấn cấp cao của bộ phận kế hoạch chính trị của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ruth Berman cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Lenta.ru rằng, bằng cách giải quyết xung đột ở Ukraine, ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể giúp khôi phục quan hệ giữa Moscow và phương Tây. Ông nói, nếu xung đột giữa Nga và Ukraine được giải quyết, chính quyền ông Trump sẽ cố gắng đưa Nga trở lại phương Tây. Ông Berman xác định, Trung Quốc, chứ không phải Nga, là đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ. Ông Trump trong cuộc tranh luận bầu cử hồi tháng 6 đã hứa rằng, ông sẽ đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ngay cả trước khi có thể tái đắc cử và tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Đồng thời, ông nhấn mạnh, xung đột ở Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu Moscow tôn trọng Tổng thống Mỹ. Tờ Washington Post của Mỹ viết rằng, Nga có thể đạt được mục tiêu của mình trong cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2025. Ấn Phẩm cho biết, vào năm tới, thực tế nhiệt ngã của cuộc xung đột có thể dẫn đến một kịch bản, trong đó Nga phần lớn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Bài báo lưu ý rằng, quân đội Ukraine đang cố gắng hết sức để giữ phòng tuyến ở phía đông đất nước, nhưng đang mất dần vị thế ở một số khu vực. Tờ báo viết, hy vọng về một chiến thắng tuyệt đối đang mờ dần và sự ủng hộ của phương Tây đang suy yếu. Cũng liên quan đến tình hình xung đột Cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube rằng dưới thời tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nên mong đợi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng nếu ông Donald Trump lên nắm quyền ở Mỹ, họ sẽ tìm kiếm người thay thế để bắt đầu đàm phán. Ông nói, nếu ông Donald Trump trở thành tổng thống, điều này sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho sự kết thúc. Họ sẽ cố gắng loại bỏ ông Zelensky và tìm người thay thế ông ấy để giải quyết xung đột thông qua đàm phán trả lời câu hỏi Ai có thể cố gắng loại bỏ ông Zelensky? Chuyên gia cho rằng sáng kiến này có thể đến từ cả phía Mỹ và Ukraine. Nhà phân tích đề xuất, ngoài Mỹ, chúng tôi thấy rằng tướng Zaluzny, người đã bị sa thải và nhận nhiệm, nhiệm vụ mới với tư cách là đại sứ tại Vương quốc Anh, đã xuất hiện trở lại. Ông Zaluzny đã công khai nói, kể cả trong các cuộc phỏng vấn, rằng Ukraine sẽ thực sự phải nhượng bộ về lãnh thổ để có được hòa bình. Ông Larry Johnson cũng lưu ý rằng Mỹ ủng hộ cuộc xung đột ở Ukraine chỉ vì lợi ích kinh tế, chứ không phải vì niềm tin vào công lý. Chuyên gia này kết luận, nếu Nga thắng, họ sẽ mất đi nguồn tài chính lớn. Chính tiền của phương Tây đã trông ngòi cho xung đột, và theo nghĩa này, chính lợi ích của Mỹ mới có ảnh hưởng to lớn đến cuộc xung đột ở Ukraine. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Hơn 48 triệu lá phiếu đã được bỏ trên 47 bang và thủ đô Washington DC. Theo bảng dữ liệu được đài truyền hình CNN, công ty cung cấp phân tích dữ liệu Edison Research và Catalyst thu thập, cho đến nay tỷ lệ bỏ phiếu trước ngày bầu cử trên toàn quốc giảm đáng kể so với thời điểm này 4 năm trước. Vào thời điểm đó, số lượng cử tri đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử đã đạt kỷ lục trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tổng số phiếu trước bầu cử chiếm hơn 30% trong số khoảng 158 triệu phiếu bầu năm 2020 trên khắp các bang mà Catalyst ghi nhận dữ liệu, phần lớn cử tri đi bỏ phiếu sớm là người lớn tuổi hơn là người da trắng và có nhiều khả năng là người theo đảng Cộng Hòa hơn so với thời điểm này 4 năm trước. Các xu hướng này cũng xuất hiện ở bảy bang chiến trường, có khả năng quyết định kết quả của cuộc bầu cử. Mặc dù xu hướng bỏ phiếu sớm không thể dự đoán chính xác kết quả của một cuộc bầu cử, nhưng theo giới quan sát, các dữ liệu này vẫn có thể cung cấp manh mối về những người đang bỏ phiếu, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Cụ thể, tại 39 bang, cử tri từ 65 tuổi trở lên chiếm 44% tổng số phiếu đã bầu, tăng 9 điểm phần trăm so với thời điểm này vào năm 2020. Những cử tri từ 30 đến 39 tuổi bỏ phiếu sớm chiếm khoảng 9%, giảm so với mức 12% vào năm 2020. Khoảng 75% cử tri ở các bang là người da trắng, tăng nhẹ so với mức 73% trong cuộc bầu cử năm 2020. Tỷ lệ phiếu bầu của cử tri da màu không thay đổi nhưng cử tri gốc Latin và châu Á chiếm tỷ lệ ít hơn một chút. Trong khi đó, tại các chiến trường quan trọng ở Tây Nam là Arizona và Nevada, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump gần như ngang nhau trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Các cuộc khảo sát cho thấy, quan điểm của cử tri chủ yếu tập trung vào việc ai sẽ xử lý tốt hơn các vấn đề hàng đầu và không ứng cử viên nào thuyết phục được một bộ phận cử tri quan trọng rằng họ là lựa chọn tốt hơn. Ưu thế của bà Harris với phụ nữ có phần xít sao hơn ở Nevada. Biên độ xít sao đó phần lớn là do khoảng cách giới tính giữa những cử tri da trắng có khả năng bỏ phiếu ở tiểu bang này tương đối không lớn. Những cử tri gốc Tây Ban Nha có khả năng bỏ phiếu ở Nevada chia đều giữa bà Harris và ông Donald Trump. Tuy nhiên, bà Harris vẫn dẫn trước khá xa ở đó trong số những cử tri dưới 35 tuổi. Các cử tri độc lập ở cả hai tiểu bang cũng chia đều giữa hai ứng cử viên. Mặc dù cả hai ứng cử viên đều dừng chân ở Arizona và Nevada vào cuối chiến dịch. Hơn 9 trong số 10 cử tri tiềm năng ở cả hai tiểu bang cho biết họ đã quyết định sẽ ủng hộ ai. Ở cả hai tiểu bang, 92% cho biết họ đã quyết định, với 8% có khả năng bị thuyết phục. Hai ngày sau cuộc vận động tranh cử bị coi là thảm họa tại Madison Square Garden, thành phố New York, nhiều đồng minh, chiến lược gia Đảng Cộng Hòa hối thúc cựu Tổng thống Donald Trump lên tiếng xin lỗi về chỉ trích những phát biểu phân biệt chủng tộc, tục tiếu và gây chia rẽ mà các diễn giả đưa ra tại sự kiện. Tuy nhiên, phát biểu trước những người ủng hộ ở khu nghỉ dưỡng mà Alago, Florida tối ngày 29 tháng 10, ông Trump lại phản ứng ngược lại, khẳng định chưa có sự kiện nào thành công như thế và ông rất vinh dự là một phần trong đó. Ông Trump nói rằng, không khí yêu thương tràn ngập khán phòng, rất ngoạn mục, sự kiện như một lễ hội tình yêu, tràn ngập tình yêu. Cuộc vận động ở New York của ông Trump ngày 27 tháng 10 giờ địa phương là chuỗi công kích liên hoàn đối với bà Harris. Ông tuyên bố, bà đã phá hủy đất nước chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu đựng thêm nữa. Kamala, bà bị sa thải. Cút đi, cút đi, bà bị sa thải. Một số diễn giả tại cuộc vận động cũng tung ra những lời chỉ trích ứng viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ nhằm vào Puerto Rico và người Mỹ gốc Latin. Trong đó, diễn viên hài Tony Hinclife nhắm vào lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ và tỷ lệ sinh của người Mỹ gốc Latin khi nói rằng Hiện tại, theo nghĩa đen, có một hòn đảo rác nổi giữa đại dương, tôi nghĩ nó được gọi là Puerto Rico. Hiện Cliffe còn đưa ra những phát biểu khiêm nhã về cộng đồng người da đen và Latin, châm ngòi làn sóng chỉ trích và giận dữ lan rộng tới mức đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump phải nhanh chóng tuyên bố đây chỉ là lời nói đùa của nam diễn viên, không phản ánh quan điểm của ông Trump hay chiến dịch. Các diễn giả khác tại sự kiện còn đưa ra lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào người Mỹ Latin, người da đen, người Do Thái, người Palestine hay phát ngôn lăng mạ giới tính đối thủ phe dân chủ của ông Trump là cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và phó tổng thống Kamala Harris. Sự kiện khiến đồng minh của ông Trump lo ngại gây ảnh hưởng xấu ở một số bang chiến trường quan trọng, nơi cử tri gốc Puerto Rico và gốc Latin có thể lật ngược tình thế giữa ông Trump với bà Harris. Các chiến lược gia Cộng hòa lo ngại bê bối này có thể khiến cử tri gốc Puerto Rico ở các bang chiến trường có thể thay đổi quyết định vào phút chót theo hướng bất lợi cho ông Trump trả lời phỏng vấn ABC News ngày 29 tháng 10, ông Trump khẳng định, tôi không quen Hinckley nhưng không lên án bài phát biểu của diễn viên hài, dù đây được coi là cơ hội để ông khắc phục hậu quả sự việc. Ông Trump tối 29 tháng 10 tổ chức vận động ở Allentown, bang Pennsylvania, nơi số cử tri gốc Mỹ Latin đã tăng gần gấp 3 lần kể từ năm 2000, hơn một nửa trong số này là người gốc Puerto Rico. Thượng nghị sĩ gốc Puerto Rico, Zoraida Puso, cũng có mặt tại buổi meeting, lên tiếng ủng hộ ông Trump. Trên mạng xã hội, Puzo cho rằng ông Trump là lãnh đạo cứng rắn mà cử tri gốc Puerto Rico cần. Tuy nhiên, sự ủng hộ của một thượng nghị sĩ gốc Puerto Rico không đủ để xoa dịu tức giận. Nhiều lãnh đạo một số công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ đã tìm cách hàn gắn mối quan hệ với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump khi chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử chính thức. Cụ thể, theo CNN, vào tuần trước, cựu tổng thống Trump và tổng giám đốc Apple Tim Cook đã trò chuyện với các vấn đề pháp lý đang diễn ra của nhà sản xuất điện thoại iPhone tại châu Âu. Cùng thời điểm đó, Tổng Giám đốc Google Sundar Pichai đã gọi điện cho ông Trump và trò chuyện xoay quanh việc vị cựu Tổng thống gần đây bán thức ăn nhanh tại cửa hàng McDonald's ở tiểu bang Pennsylvania, Mỹ. Google và Apple hiện đã phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý khi Liên minh châu Âu-EU đã phạt hai công ty này hàng tỷ đô la Mỹ vì cáo buộc trốn thuế. Ông Trump, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa cho biết, ông đã thảo luận với các phán quyết pháp lý trên với ông Tim Cook, đồng thời nhấn mạnh tương lai của Apple sẽ thay đổi nếu ông thắng cử vào tháng 11 tới. Ông Trump nhấn mạnh, để tôi nói cho các bạn biết, tất cả các công ty đó sẽ được giải phóng nếu bạn chọn một vị tổng thống phù hợp. Tất cả các công ty đó sẽ ôn thỏa, đừng lo lắng về điều đó. Theo CNN, ông Trump cũng có cuộc trò chuyện với tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon và ông Andy Jassy, tổng giám đốc đường nhiệm của tập đoàn này. Khác với tổng giám đốc Tesla, Elon Musk, lãnh đạo các gã khổng lồ công nghệ như Apple, Google và Amazon từ lâu ít tham gia vào chính trường. Do đó, việc một số nhà lãnh đạo tập đoàn công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu nỗ lực trò chuyện và làm thân với ông Trump trước thêm ngày bầu cử chính thức có thể phản ánh khả năng thắng cử tiêm tàng của vị cựu tổng thống và chiến lược phòng ngừa rủi ro của các doanh nghiệp. Theo CNN. Theo CNN, dẫn một nguồn tin thân cận với ông Trump, có một số người dường như đã nhận thức được thực tế về khả năng ông Trump tái đắc cử tổng thống. Những gì ông ta nói ra, tôi nghĩ họ nghe thấy và họ đang coi trọng điều đó.